Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Budio. Bình luận lao chào Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là kèo 2.3 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, nhiều pha dội bơm. Quần đỏ đang là Thịnh Ken đến bây giờ từ Sài Gòn bỏ nghề về Quỳnh Vanh cùng Tẻo và Sĩ Long. Sĩ Long vô thế Quy Rambo. Còn có bên Đại Lâm là Vàng Cao 2006. Với Bình Lâm Duy Quy Rambo. Bạn biết không, hiện tại bây giờ nói cho các bạn nhỏ nhỏ thôi, khán giả trên có 2-3 người, ở dưới rất nhiều đang xem. 2 năm nữa Nguyên gói thuốc này nè bạn ơi. Nguyên Rambo với bạn 2 năm nữa đi trong gói thuốc này luôn nè. Bệnh nó bệnh tật nhiều quá, sắp đi rồi. Trọng đám của bố đó. Ông đó ông lớn mà ông ngu như bò vậy á. Chứ sao bạn sao bạn sao bạn xuống cho mồm. Ok. Các bạn ơi, Đại Lâm rủ mấy tôi đi máy bay bướm mà các bạn. Ơi. Gì đâu. Đừng ông có đây. Ok. Điểm một không hả? Dành cho Đại Lâm hả? Không có không mày tào lao. Quýnh bát hài quá, đẹp chưa? Hình Ken quýnh bây giờ ba lỗ. Đại Lâm lượm banh ra tới giường cao muốn nha các bạn. Có được trắng đâu mà không nói gì, thôi dạng vui các bạn ơi. Tại xuống nhập Văn Tẻo nghe các bạn. Ngoài bóng ngoài dành cho Đại Lưu. Nhưng rất tiếc đi ra ngoài. Đại Lưu. Nóng rồi. Đại Lưu mới hớt tóc rất đẹp nghe các bạn. Đại Lưu. Tại xuống phát bóng cái gì vậy? Ừ. 2-1. Điểm 2-1. Tại xuống phát bóng. Ừ. Chính tay trắng anh Thịnh rồi. Bị Văn Tẻo quất bài. Đại Liêu thất thủ sân nhà các bạn. Vàng Cao đi lượm banh. 6-1. Điểm 3-1. Đại súng phát bóng ghê các bạn. Và dứt điểm, ăn điểm trực tiếp của Thịnh Ken quýnh viên pizza 3 lỗ. Quy báo ra ngoài nó bẻ liền không? Có hình nó bẻ liền à. Mày không nói bỏ tôi ra ngoài bên đây quýnh cái quýnh bạc bạn ơi. Nói gì đó? Không có. Bỏ tôi ra đây này hất hủ quá bạn. Đây hù điểm tao quá, 7 8 điểm. 4-1. 11 qua đây mới 4 điểm, 7 điểm rồi các bạn. Bạo quá ghê. Đây làm đối thường vàng chuyền cao các bạn. Bỏ ngoài nha các bạn. Thôi còn ai để khai thác lấy điểm nữa đâu. Quy báo ra ngoài ra rồi rồi. 5-2. Rất tiếc cho đội hình của Hình Ken Quy mệt đi ra. Quy hết báo tôi rồi mấy bạn ơi. Lốt nha. Từ từ bung bung. Rồi bắt đi. Hai luôn. Trời ơi trời. Trời ơi. Một bà không hiểu ý với nhau. Nói gì anh ta đang tìm chứ. Nó mũi đẹp vậy. Cho quýnh luôn á. Ở đây một 3 năm. Đầu mắt người ta làm tiếng mình đéo. Ở đây mũi quá các bạn ơi. Mũi cơm là ai. Mũi cơm. Đại Liêu già các bạn, không thấy trái banh. Ủa thí thí không. Mũi tôi nè. Dính nè, dính tay dính. Quy đi rồi, quy ra rồi là banh không ăn đâu. Không có giờ còn điểm chưa chạy phát ơi. Thôi thì kia đây làm phát dẹt lấy mà tôi mệt lấy không nổi. Thấy, anh nói nhỏ đó, tôi thì kia đây làm phát dẹt đấy. 6 à. Giật liêm nghe các bạn.
giật cái liêm ở ngoài con dây đỏ đó. Điểm 46 này. Mở mày. Mở đây ơi. Máy F5 á. Mở mày. Máy dày. Qua. Lưới đơn giản. Lứ à, gì bắt để cho trong tao bắt. Ok. Không? Thôi tao bắt được quá. Thằng vàng quýnh quýnh hay mà con cái hay quên, mới quýnh banh đem cho nó cái sổ mới được. Đền xin bên đây, phát lại. Phát lại. Người tay nó bắt cái gì à? Ôi tao bắt rồi. Rồi đó bên tao mà thua mày mà bù 3 cây. Sao? Phát lại. Đỡ hơn bình luận viên bạn ơi. Đại Liêu này không được rồi. Đại Liêu ăn vàng quá, ăn vàng. Cái gì vậy? Cái gì? Ôi, ôi. Không sao hết rồi. Không sao hả? Không sao. Thịnh Ken quá sung. Đại Lâm quýnh xài đang dạng lùm anh không các bạn ơi. Nick Facebook Hoàng Quy các bạn ơi. Hoàng Quy là sai gọn rồi. Phải giấu ơi. Đại Liêu phát mười mấy trái mới được trái dứt điểm nha các bạn. Đại Liêu bất chức tài súng nha các bạn. Bóng ngoài. Tài súng phát bóng ngoài các bạn. Này là tài súng pha ke. Các bạn chiều mình phải tập chỗ công. Ở trời. Đã vàng với bóng dính dáng này các bạn thấy không? Mình biết mà, đóng trước. Sao còn đây cho sư phụ bắt chứ? Đại Liêu đó thừa các bạn ơi. Bước 1 đây sư phụ bắt luôn kìa. Đại Liêu đang chữ và đang vàng à. Có cái bánh đó là để Đại Lâm bắt bước 1 phải không? 7, 8. Nhảy lên. Mở máy chưa? Ừ. Mở máy. Chọt. Chọt nè. Xí luồn hay quá các bạn ơi. Cái bánh đó có hai tay dính đều vàng thôi. Đỡ hồi nói gì các bạn? Chứ không dở, mày hay hay gì? Mày đâu quá dở mình đó. Mày có bao giờ hay đâu mà không dở. Vàng cho ba đi có hai tay ôm luôn vàng hết đường vàng. Thằng vàng hay là một cái là có hai cái các bạn, một là ăn gian hay là điểm thúi. Còn cái thứ ba là đổ thừa. Mày chuẩn bị rồi. Này nhà cao truyền tượng trái mặt nên lên nha các bạn. Thứ gì vậy rồi? Các bạn nhìn đi, nhìn mắt. Ơi. Ngoài ơi. Đúng rồi, dây ngoài sẽ lắc. Các bạn nhìn Neymar. Các bạn nhìn vàng cao, nhìn ăn quýt ăn cái mặt. Tạm chín. Buồn á. Buồn 5 giây. Mở mày. Nè nè nhìn nó vàng trắng nè, tay kìa. Hô hô cái mặt kìa. Nó dòm tao lao không thắng cái mặt dòm dưới đất nữa. Nóng rồi đó, nhảy nóng rồi. Nè nhìn quýnh ăn cái kênh này các bạn. Vô kẹt. Thấy không là nó hay đang vàng như các bạn. Các bạn thấy sẽ làm xử lý nhẹ nhàng từ cặp. Mở mày. Mở mày đi. Xin mời. Gãy tay. Đây là phân bóng. Lấy mì. Điểm mấy Văn Tẹo? Điểm 19. Hay quá xí luôn ơi. Tẹo quá hay các bạn ơi. Hay lắm đó thường các bạn.
Đây bành quá hay. Đếm 10, 11, 12, 12 rồi. 12. Để lên ừ. Nhảy đi lên. Đây, 11, 12. Đây quá giờ ơi. Đếm 11, 12. 16 tới các bạn ơi. La hả? Tài liệu quá hay các bạn ơi. Nghe điều. 12 điều. Ăn đây hả? Mở mày. 13, 12. Phật bóng quá hay. Chịu không nổi. À, quá như tiếp. Ở đây à, ở đây khán giả thì ít, ở dưới thì nhiều. Quá ghê. Về nhà cứ pe pe. 10, 3, 12. Mẹ mày đó. Chiến cặc gì đó. Bái, trời ơi. Hai thằng bình luận nghe. 13, 12. Úp vô. Trời ơi. Quỳnh dội bơm của Hình Ken. Điểm 13 đều. Đại đều lụm banh này các bạn. Bữa nay chàng Vinh 1m85 nặng 120kg không chung đội với đây làm nghe các bạn. Hiện tại bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh để quýnh banh luôn các bạn. Bỏ quýnh đi ra. Mười quá đi không? Cơ hội đi chàng ơi. Từ từ. Rồi. Phía bên kia là thầy Lê nghe các bạn. Bên bánh là mét 4. Điểm 14, 13. 16 đụng. 14, 13. Đúng rồi, 16 đụng. Phát bóng. Mở mày. Ấp ra. Ấp đi Đại Lâm, ấp đi, ấp đi. Lớn. Dội bơm của Thịnh Ken. Ôi, hay rồi vàng ơi. Điểm 15, 13. Sư phụ thấy con thọt tay ăn nó rồi. Bị thằng Sĩ Lùng một cao 1m41. Trời ơi. Dễ ăn lắm. Hay rồi vàng. 14 đều. Ta lùng mà ta lợt. Hình Ken gặm cây sao quýnh ăn quýnh để làm con nghe quay. Đại Liêu đỡ bóng. Chàng hai vàng cao. Đại Liêu đỡ đập tẻo đỡ ra ngoài. Thứ gì chịu nổi. Điểm 14-15. Thứ gì chịu nổi. Các bạn coi quả 15, nếu 15 đều để làm lên một cái đội đâu còn cái đầu quan điểm thì đấy. Bảo đảm 100%. Thua rồi sao sư phụ? Thua rồi. Nếu 15 đều lên nha huynh, bỏ lỗ một cái đầu ăn các bạn nên xem. Thiệt không? Thiệt. Rồi hả cho trái đi Ninh Tiểu. 15 14. Nhiều 15 14. 14 15 á. 15 đều ra. 15 đều không ơi. Đây 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 điểm cuối các bạn rất là gây cắn nha nha. Điểm 15 15. Các bạn đã làm trận nha các bạn. Trời ơi. Đừng có chơi. Trời ơi qua bên ăn rồi trời. Lại không? Mệt quá. Trời ơi, cho bạn lên xử lý tay thì thứ gì cũng nói. Nhăn. Xử lý tay ăn các bạn. Nhưng mà qua bên một cái đầu. Qua. Thật sự quá thiếu học chân. Cảm ơn mình đi. Quy Rambo. Qua hay. Quy báo. Trời ơi, qua cái đầu không qua lưới. Trời ơi.